Dạ thưa thầy, cho con hỏi. Con muốn tu thiền để đạt tứ thiền trong Phật pháp để về với cõi trời sắc giới. Trong lòng con phát tâm hạnh nguyện sẽ về với cõi trời, vì thế mới phát tâm tu thiền. Trong tâm ham thức hành thiền để được về trời, như vậy là mình đã khởi lòng tham hay đó chỉ là bình thường thôi? Xin thưa với quý vị đó, cái ái á, chúng ta có ba ái, tức là dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Trong đó đó, dục ái là những cái sự ham thích, thỏa mãn lạc thú của các giác quan. Chúng ta đã quá rành ha, quá rành 18 câu vọng cổ của nó rồi. Còn cái sắc ái á, là thích cái sự ái ở trong các cái thiền sắc. Và vô sắc ái là ái trong các tầng thiền vô sắc. Cho nên á, cái chuyện là quý vị tu thiền mà muốn ngồi về với cõi trời sắc giới thì nó vướng vào cái sắc ái. Cho nên nó không bình thường nha. Nó không có bình thường ở chỗ là mình còn có cái lòng ham thích này thì mình vẫn còn luân hồi. Mà còn luân hồi thì còn khổ, ráng chịu nghe. Cái này chắc có lẽ cho qua hả?